Hello anh em à, chiều nay em lên thêm 4 chiếc đồng hồ nữa à, đó là thứ nhất là một em Casio Edifice à, con này á, thì nó bị một cái nhược điểm vài à, đó là cái viền này, cái viền màu vàng hồng ở bên trong góc 12 giờ về góc 6 giờ này nó đã bị xỉn màu rồi, và đó chính là cái nhược điểm của cái màu vàng hồng. À, nếu như anh em nào đang sử dụng màu vàng hồng á thì không phải chỉ là ở cái màu dây hoặc là cái núm, mà là sau này á những cái kim và cọc số bên trong nếu như mà nó thiết kế màu vàng hồng thì sau thời gian nó cũng sẽ bị xỉn màu, như giống như bị như vậy nè. À, chính vì cái lỗi đó thì em cũng sẽ để giá rất là tốt. À, chiếc này thì dây thì cũng còn rất là đẹp, khi mà nó cái kiểu dây là mình thép đúc nha, đây à, thép đúc, riêng những cái sợi dây thép đúc này anh em ra tiệm mà anh mua để dây linh kiện thôi, để gắn cho cái đồng hồ của mình thôi, là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 250 tới 400-500 ngàn tùy size. Ví dụ như size 16, 18 thì dĩ nhiên nó rẻ hơn rồi, còn với cái chiếc này thì size nó là size to, chính vì vậy mà cái giá thành nó cũng cao hơn. À, con này thì cái niềng của nó cũng là niềng vàng hồng, không xây được ba cốt 6 kim. Con này thì là lịch có hai lịch, lịch thứ và lịch ngày. Thì chiếc này thì em sẽ để cho anh em giá là 750. À, bên cạnh đó thì em cũng có một chiếc Casio màu xanh. À, con này là size cũng 44 luôn, bằng cái con kia. Nhưng mà do cái con này nè, cái viền của nó kiểu nó tràn viền cho nên lúc đầu em tưởng là size nó to lắm. Nhưng mà tính ra hai con bằng size đó. Con này cũng size 44 nha, 44 chưa tính nụ. Còn con này cũng 44 nhưng mà do là nó có cái viền này cho nên là nhìn cái con trắng nó có vẻ to hơn, nhưng mà thực ra hai con là bằng size nhau. Rồi, anh em cũng chú ý cái chi tiết đó, để làm sao khi mà mình mua những cái chiếc đồng hồ, ví dụ như anh em mà size nhỏ, tay nhỏ à, mang những chiếc đồng hồ size cỡ chừng 39 40, nhưng mà nếu như cái chiếc đồng hồ đó mà kính nó tràn viền á thì nhìn lên á cái tay mình mang vẫn vừa, nhưng mà nhìn cái đo mặt đồng hồ nó có vẻ giống như là size của 42 43. Ừ, thì đó là cái ưu điểm của kính tràn viền. Cái chiếc này màu xanh và kim cọc của nó là có dạ quang. Đó, con này thì thiết kế nó có phần nó nhiều cái chi tiết hơn. Đấy, chiếc này á, thì cái nó có cái cây kim dây này, nó thiết kế cũng khá là hay hay. Đó, thanh mảnh. Đó, con này cũng đó là cây kim của bộ chrono, còn kim dây chính đó, nó sẽ là ở góc 6 giờ đây. Đó, rồi ok. Con này thì viền nó cũng có xước nha. Rồi, đây dây. Con này thì chỉ có một lịch góc 3 giờ thôi. Thì hai con này á thì vì con này nó bị cái xỉn màu của cái vàng hồng này cho nên là 750. Còn cái chiếc này thì là em để với giá là 850. Rồi, hai em Casio. Rồi em sẽ lên hai chiếc đồng hồ đẹp hàng tuyển. Đó, chiếc thứ nhất đây là một chiếc Angol Clover, một cái thương hiệu của Nhật Bản và sử dụng máy Nhật, hàng chính hãng của Nhật. Con này á, cái size cái form vuông này á, lên tay á, rất là đẹp, và chiếc này là nó thuộc kiểu size to đó nha. Con này size ngang là 39 nè, kinh khủng chưa, 39, và chiều dọc của nó là 44. Để em ướm lên tay coi. Rồi, con này thì là càng ngắn, mặc dù là mặt to nhưng mà càng ngắn cho nên là nó sẽ vừa tay với những anh em đeo đồng hồ từ size 40 cho tới 43, 44 là đều ôm tay rất đẹp hết. Con này là dây khó nghiêng zin, vỏ mà
Vỏ là thép, thân thép, vỏ thép và cái đáy của nó cũng là thép, inox luôn, nguyên con. Japan Movement này nha, anh em yên tâm. Thường những cái chiếc đồng hồ á, nếu như mà nó sử dụng thân thép, vỏ thép, và dây thép đúc á, hoặc là thép rỗng, ví dụ như là những cái dòng đời thấp mà Casio á, thì thường là nó sẽ sử dụng thép rỗng, bởi vì để nó hạ giá thành xuống. Còn ở các thương hiệu khác á, ví dụ như là này, ví dụ là thương hiệu này đi, Angle Clover, hay là các cái thương hiệu như là Warrez nè, Warrez là của Seiko đó, hay là thương hiệu là à đấy, hay là Sony, hay là Savanta Mara, rồi là Diesel Bolis. Đó là những cái thương hiệu mà mình ít gặp, nhưng những cái thương hiệu nó là hàng chính hãng và nó gia công cái sản phẩm mà bằng thép đó, thì nó sẽ là sử dụng máy nhập. Các hãng nó sẽ không sử dụng máy tàu, thường chỉ có những hàng thời trang vỏ xe thì nó mới sử dụng máy tàu thôi. Và những cái chiếc đó thì nó mình nhìn vô nó rất là chán, và mình lên tay là mình biết ngay. Con này thì thiết kế cây kim dây ở bên đây rất là cũng hay hay nè. Rồi như vậy là bộ thể thao đều chạy hoạt động tốt, có lịch lọc gấp 4 giờ và một cái vòng tròn, một cái thiết kế rất là hài hòa và cân đối. Con này là cái dây của nó là dây zin của nó luôn, mà dây zin nè, Italian leader là da của Ý đó. Bên đây là khắc thương hiệu nè, khó nè, khó đúc luôn nha. Rất là chất lượng. Nói chung mình nhìn cái chiếc đồng hồ là mình thấy cái độ chất của nó rồi. Rất là sáng và đẹp, dây khó zin hết. Nếu như anh em nào mà không thích cái dây màu trắng này, anh nhìn nó hơi nữ tính, thì anh em có thể mua một cái sợi dây handmade kiểu vân cái sấu, hoặc là dây da bò, thì cái màu thì anh em tự chọn. Còn cái chiếc này thì cái dây zin của nó là như vậy, thì em cũng không có, em thấy cái dây của nó cũng còn rất là tốt, chính vì vậy mà em cũng không có thay một cái sợi dây mới làm chi. Dây còn rất là tốt nha, sử dụng ok, không có ảnh hưởng gì. Rồi ok, một chiếc đồng hồ này em sẽ để cho anh em giá là 1.480.000, giá rất là tốt so với một cái chiếc mà thép đúc mà zin nguyên chiếc như vậy, rất là đẹp. Anh em lưu ý những cái form như thế này lên tay rất là dễ lên tay, và nó rất là nó tôn cái cổ tay của mình, bởi vì cái form này nó ôm tay lắm, mang rất là dễ. Rồi ok, rồi em lên chiếc thứ tư. Đây là một chiếc hàng nội địa của Nhật đó. Ây chà. Ây chà. Trời ơi, đây. Cái chiếc này là bộ dây đúc đặc nha, nhưng mà hình như dây này không phải dây của nó. Lúc lúc nó về thì em đã thấy như vậy rồi. Theo em thì nó không phải là dây zin của đồng hồ, bởi vì là em thấy nếu thường mà dây zin nó sẽ có cái logo hoặc là cái ký tự gì đó của hãng, nhưng mà dây này thì em lại không có thấy. Tuy nhiên nó lại là cũng là dây loại thép úp đúc nè, thép đúc này nó cũng khá là chất lượng. Những cái dây như này á em nhập sỉ là để 200.000 rồi, 222, nhưng mà em á thì em là chỉ bán thôi. Khi nào mà em về có những chiếc đồng hồ không có dây á, thì em mới nhập nó về để mình gắn vô. Thì cái con này nó là thương hiệu, một cũng là một hiệu lạ thôi, nhưng mà nó là hàng của Nhật luôn. Đây đã coi. Được. The Clock House. The Clock House. Rồi vậy là đây chính xác là một cái thương hiệu nội địa của Nhật luôn á anh em. Đây, tên là Color. Thì anh em để ý cái màu của nó nè, cái màu của nó, trước tiên là về cái màu sắc của nó nè.
xanh đậm, xanh nhạt ở đây, và nó cái hướng bên đây nó giống như màu đen đậm ấy. Nhưng mà cái điểm mà đáng lưu ý đó là cái cây kim dây của nó này, cái kim dây của nó sẽ chuyển màu đó. Cái vòng lịch cười dưới đây nè, nó chính là kim dây, và anh em nè nhìn này. Đó, nó bắt đầu nó đổi màu rồi. Đây là đó, bên đây vẫn là đang là màu xanh thì kim dây nó đang chạy, cái màu này là màu nâu, nó chạy hết nó sẽ qua màu khác, hình như có 4-5 màu gì đó, màu màu tím, màu xanh, màu nâu, màu đen gì đó, 3-4 màu gì đó. Em thì cũng cũng không có ngồi theo dõi anh chi, thì bây giờ này đó, bây giờ là màu xanh lại nữa nè. Đó. Con này thì là bộ kim và cọc số rất là đẹp nha, rất là sáng, rất là sáng, núm có logo của hãng nè, color nè, cũng là thân vỏ thép đúc, và cái dây cũng là dây thép đúc, đáy của nó thì như thế này. Đó. Ok, con này là size 42 nha, dây này anh em tay 18, 18 năm vô tư, size 42, mặt mỏng, mặt về kính tính ra cũng chuẩn á. Rồi size 42, ok, chiếc này khá là độc lạ và cái màu nó rất là đẹp. Nếu như anh em nào mà thích cái màu xanh và cái kiểu độc lạ như này thì mình nên là sở hữu một chiếc. Con này thì em sẽ để cho anh em giá là 1.350.000. Rồi, ok, em lên 4 chiếc như vậy. Rồi, cảm ơn em.